Thế tiếp tục chương trình mời quý vị khán giả cùng theo dõi bản tin thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với các nội dung đáng chú ý sau. Nga dự báo tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky có khả năng mất chức sau ngày 21 tháng 5 tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông đắc cử cách đây gần 2 tháng. Thưa quý vị, phát biểu với báo giới ngày hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã đề cập về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo đó, ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga sẽ nghiên cứu tình hình để đưa ra quan điểm của mình. Ông Peskov viện dẫn quy định của Hiến pháp Ukraine khẳng định ngày 21 tháng 5 sẽ là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Zelensky. Trước đó, hôm 28 tháng 3, khi được hỏi về khả năng Nga công nhận tính chính danh của ông Zelensky sau ngày 21 tháng 5, Người phát ngôn Điện Kremlin ước mở rằng, rất có thể chúng tôi sẽ không phải công nhận gì cả. Ám chỉ đến khả năng chính trị gia Ukraine sẽ không tiếp tục tại vị. Theo hiến pháp Ukraine, bầu cử tổng thống lẽ ra phải được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3, song cuộc bầu cử năm nay đã không diễn ra vì tình hình chiến tranh. Thưa quý vị, chưa đầy 2 tháng sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua tìm nhà lãnh đạo cho nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, Tổng thống đắc cử Indonesia, ông Prabowo Subianto đã có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm cấp cao ở Bắc Kinh vào hôm qua, trước khi Tổng thống đắc cử Indonesia đến Nhật Bản để tham dự các cuộc đàm phán cấp cao tương tự, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Tiếp Tổng thống đắc cử Prabowo, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện với Indonesia và đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới. Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác hàng hải với Indonesia. Trung Quốc trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mà ông Prabowo đến thăm với tư cách là tổng thống đắc cử trước các nước láng giềng của Indonesia trong khu vực, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chặt chẽ được xây dựng trong thập kỷ qua dưới thời người tiền nhiệm Joko Widodo. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Indonesia trong thập kỷ qua nhờ các nguồn tài nguyên thiên nhiên như than đá và niken giúp cung cấp năng lượng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc cũng đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án công nghiệp và cơ sở hạ tầng của Indonesia, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung. Giới quan sát đang theo dõi cách thức tổng thống đắc cử Prabowo điều hướng các vấn đề khác trong quan hệ với Bắc Kinh, bao gồm cả việc tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ ở Đông Nam Á. Một chuyến công du khác đến Trung Quốc cũng được chú ý là chuyến thăm kéo dài 11 ngày của cựu lãnh đạo Đài Loan, ông Ma Anh Cửu. Trọng tâm chuyến thăm là việc ông có gặp ông Tập Cận Bình hay không. Ông Mã Anh Cũ thăm Trung Quốc sau khi nhà lãnh đạo đắc cử của Đài Loan thuộc đảng dân tiến cầm quyền, ông Lại Thanh Đức, chuẩn bị nhậm chức vào tháng tới. Trước khi khởi hành, ông Mã bày tỏ mong muốn hợp tác tốt hơn với Bắc Kinh, ông tuyên bố: "Giữa tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan, chúng tôi sẽ truyền tải thông điệp rằng người dân Đài Loan chúng tôi yêu hòa bình, mong muốn trao đổi qua eo biển và tránh chiến tranh. Chuyến đi này là một hành trình hòa bình và hữu nghị tại eo biển Đài Loan." Vì cụ lãnh đạo này dự kiến sẽ đến thăm các tỉnh Quảng Đông, Thiểm Tây và thủ đô Bắc Kinh. Ông Mã Anh Cũ thuộc đảng đối lập quốc dân đảng, đảng mà các nhà quan sát cho rằng đang theo đuổi cách tiếp cận hòa giải đối với Bắc Kinh. Trong nhiệm kỳ cầm quyền từ năm 2008 đến năm 2016, ông Mã Anh Cũ chủ trương cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Đỉnh điểm là hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore vào năm 2015. Nhưng Trung Quốc đã tăng cường áp lực lên Đại Bắc kể từ khi ông Mã mãn nhiệm và được bà Thái Anh Văn kế nhiệm vào năm 2016, người có quan điểm cứng rắn chống lại tuyên bố của Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ đang chờ thống nhất. Căng thẳng gia tăng hơn nữa kể từ tháng 1 vừa qua, khi ông Lại Thanh Đức, người mà Bắc Kinh xem là nhân vật ly khai nguy hiểm, được bầu kế nhiệm bà Thái Anh Văn. Trong một diễn biến khác liên quan đến Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của nước này sẽ không bị ảnh hưởng từ các chính sách từ Biển Đông của Philippines. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ký xác lệnh hành pháp nhằm tăng cường an ninh hàng hải của đất nước. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân tuyên bố, dù Philippines áp dụng chính sách nào cũng không ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng Philippines sẽ tôn trọng các cam kết của mình, hành động dựa trên sự hiểu biết và đồng thuận giữa hai bên và tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông do Trung Quốc và các nước ASEAN ký kết. Philippines cần ngừng xâm phạm quyền lợi và khiêu khích Trung Quốc. Hôm 31 tháng 3, Tổng thống Marcos đã ký xác lệnh hành pháp số 57 nhằm tăng cường phối hợp về an ninh hàng hải để đối phá với loạt thách thức nghiêm trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình của Philippines. Bắc Kinh và Manila đã xảy ra một loạt vụ đối đầu ở Biển Đông và vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 24 tháng 3 khi Philippines cáo buộc Trung Quốc dùng vài trọng để cản trở hoạt động tiếp tế của nước này trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông đều bị dư luận khu vực và quốc tế phản đối. Vâng thưa quý vị, gấu trúc là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Về mặt ngoại giao, việc tặng hoặc là cho các vườn thú nước ngoài mượn cấu trúc cho phép Trung Quốc gửi đi thông điệp hữu nghị đến bạn bè quốc tế. Phúc Bảo, cô nàng cấu trúc khổng lồ được sinh ra tại công viên giải trí Everland của Hàn Quốc vào mùa hè năm 2020 sẽ trở về Trung Quốc vào ngày mai. Và người dân Hàn Quốc đã đổ xô đến Evelyn để chia tay Phúc Bảo. Sau 3 năm 8 tháng ở Hàn Quốc, Phúc Bảo, cô cấu trúc khổng lồ được yêu mến, sẽ sớm bắt đầu một chương mới ở Trung Quốc. Ngày mai cô gấu trúc nổi tiếng 3 tuổi, con đầu lòng của cặp gấu trúc cha mẹ là Ái Bảo và Lạc Bảo sẽ rời nơi nó sinh ra, công viên Everland, công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Tất cả gấu trúc con mà Trung Quốc cho mượn phải trả về quê hương khi đạt đến tuổi trưởng thành về giới tính, thường là khoảng 4 tuổi. Sự ra đi của Phúc Bảo làm dấy lên làn sóng xúc cảm trong lòng những người yêu mến cô nàng. Họ đưa nhau tìm đến công viên Overland để nói lời tạm biệt Phúc Bảo trong những ngày cuối cùng cô nàng còn lưu lại Hàn Quốc. Thậm chí có người phải đợi đến 7 tiếng để được gặp Phúc Bảo. Đó là vì Phúc Bảo đã trở thành tâm điểm của cơn sốt gấu trúc ở Hàn Quốc. Chuyên gia Lee Sung-woo tại Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc cho biết, Kênh YouTube của Everland, nơi tải lên các video của Phúc Bảo, đã chứng kiến sự gia tăng đột biến 450.000 người đăng ký mới vào năm ngoái. Sau khi phát hành sản phẩm về Phúc Bảo, công viên giải trí đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động là 66 tỷ quân vào năm 2023. Tôi nghĩ cảm giác này là do Phúc Bảo là gấu trúc khổng lồ đầu tiên được sinh ra ở Hàn Quốc. Mối quan hệ của Phúc Bảo với những người trong coi vườn thú, thường được gọi là ông của cô nàng, cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiến sĩ Choi Ji-hee tại Trung tâm Phân tích Xu hướng Tiêu dùng Đại học Quốc gia Seoul giải thích, Mối liên hệ của Phúc Bảo với những người trong coi vườn thú là điều đã gây được tiếng vang với mọi người và khiến họ càng yêu mến cô nàng hơn. Người hâm mộ cho rằng nét quyến rũ lớn nhất của Phúc Bảo chính là tính cách. Phúc Bảo rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình, khi tức giận cô nàng có thể lăn lộn và khi vui, cô nàng nở nụ cười thật sự vui tươi, vì vậy đôi khi tôi tự hỏi liệu có giống một con người trong Phúc Bảo hay không. Tôi nghĩ điều mà tôi thích gọi là thái độ trong sáng của Phúc Bảo đối với cuộc sống chẳng hạn như vì cô nàng kiên trì ăn hay trèo cây bằng cách nào đó đã khuyến khích và an ủi mọi người. Với việc Phúc Bảo rời đi, sẽ còn lại bốn chú gấu trúc khổng lồ ở Hàn Quốc. Bố mẹ Ái Bảo, Lạc Bảo và cặp song sinh Duệ Bảo và Huy Bảo. Evelyn vẫn chờ kính du khách chờ đợi suốt 2 tiếng chỉ để được nhìn thoáng qua bốn thành viên còn lại của gia đình Bảo. Những người không thể trực tiếp chào tạm biệt Phúc Bảo có thể xem ảnh và viết tin nhắn chia tay. Phúc Bảo có nghĩa là món quà mang lại hạnh phúc. Trong 3 năm qua, Phúc Bảo đã mang lại niềm vui lớn cho người dân Hàn Quốc. Giờ đây, Hàn Quốc chúc cô nàng một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hôm qua thông báo, xuất khẩu quốc phòng của nước này đã tăng lên mức kỷ lục khi vượt mức 2,5 tỷ đô la Mỹ trong lịch sử kể từ khi Ấn Độ giành độc lập. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Singh viết, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã vượt mức 2,5 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2023-2024, tăng 32,5% so với tài khoa trước đó. Theo Bộ trưởng Singh, sức tăng trưởng hoàng mục này phản ánh những nỗ lực phối hợp và sáng kiến chiến lược do Bộ Quốc phòng Ấn Độ thực hiện, Đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, nhằm tăng cường khả năng sản xuất quốc phòng của đất nước Nam Á và thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước. Câu chuyện thành công trong lĩnh vực xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ phần lớn nhờ vào nỗ lực tập thể của khoảng 100 doanh nghiệp nước này, trải dài cả khu vực công và tư nhân. Các công ty của Ấn Độ đã thể hiện sự đổi mới, hiệu quả và tiêu chuẩn chất lượng đáng khen ngợi, qua đó nâng cao danh tiếng của quốc gia Nam Á là một nhà cung cấp thiết bị và công nghệ quốc phòng đáng tin cậy. Các mặt hàng đồng cấp chính cho danh mục xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ gồm đồ bảo hộ cá nhân, phương tiện tuần tra ngoài khơi, trực thăng ALH, máy bay chiến đấu hàng nhẹ Tejas, hệ thống điện tử hàng không SU, hệ thống giám sát ven biển, các linh kiện cơ khí kỹ thuật hàng nhẹ. Xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ trải rộng trên 84 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới như Ý, Maldives, Sri Lanka, Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ba Lan, Philippines, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Israel, Tây Ban Nha, Chile. Cảnh sát Israel hôm qua cho biết đã bắt giữ Saba Abdel Salam Hanize, em gái của thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Hanize, trong một cuộc điều tra ở miền nam Israel. Người phát ngôn của cảnh sát Israel nói rằng bà Saba bị tình nghi có liên hệ với những thành viên Hamas, kích động và hỗ trợ các hành động tấn công Israel. Cảnh sát Israel thông báo đã tìm thấy trong nhà của người phụ nữ 57 tuổi này các tài liệu, điện thoại và cả những bằng chứng cho thấy bà thực hiện các hành vi vi phạm nghiêm trọng chống lại nhà nước Israel. Ông Hamas Imel Hanize sống ở Doha, Qatar, là người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas. Trong ngày Israel thông báo bắt giữ em gái của thủ lĩnh Hamas, thành phố cảng Elat ở biển đỏ của nước này đã hứng chịu một cuộc tấn công trên không, nhưng không gây thương vong một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq đã tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành vụ việc này. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết, một vật thể bay được phóng từ phía đông Israel đã tấn công một tòa nhà ở cảng Elat. Tuyên bố không cho biết chi tiết về đối tượng hoặc nguồn gốc của vật thể bay. Còi báo động đã vang lên trong thành phố, nhưng vật thể bay không bị hệ thống phòng không đánh chặn. Lực lượng dân quân kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã tấn công một mục tiêu quan trọng ở Israel bằng cách sử dụng vũ khí thích hợp song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Israel chưa phản ứng trước tuyên bố nhận trách nhiệm nói trên. Elad đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phong trào Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn trong cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng qua của Israel chống lại phong trào Hamas ở giải Gaza. Vào tháng 11 năm ngoái, Israel cho biết một nhóm chiến binh ở Syria đã phóng một máy bay không người lái tấn công thành phố cạn này. Một năm sau khi chịu lũ lụt tàn khốc, các quốc gia ở miền Nam Châu Phi lại đang bị hạn hán hoàn hành, đẩy hàng triệu người đối mặt với nạn đói. Các quốc gia như Zimbabwe, Zimbia và Malawi đã phải tuyên bố thảm họa quốc gia. Sau các cơn bão, Zimbabwe đang chịu những đợt nắng nóng hạn hán khắc nghiệt. Đây là những gì còn sót lại của vụ mùa này. Mùa màng thiệt hại, người dân phải trông chờ vào hàng cứu trợ từ chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Một người dân chia sẻ, Chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn về lương thực. Chúng tôi chỉ ăn mỗi ngày một bữa vì ngoài đồng không còn một hạt thóc. Mọi thứ đã khô cạn. Theo WFB, tháng 2 là tháng khô hạn nhất ở Zimbabwe từ trước đến nay. Bà Francesca Erdensman, nhân viên WFB cho biết, Tôi vừa nói chuyện với một số người lớn tuổi trong cộng đồng, và năm 1947 là lần cuối cùng nơi này trải qua hạn hán tương tự như vậy. Vì vậy, đây là một tình trạng bất thường. Đợt hạn hán này có mức độ nắng nóng mà họ chưa từng trải qua. Một năm trước, phần lớn khu vực miền Nam châu Phi đã phải hứng chịu những cơn bão nhiệt đới và lũ lụt chết người. Các nhà khoa học cho biết những hiện tượng khí hậu cực đoan này đang trở nên thường xuyên hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn. Ở nước láng giềng Zambia và Malawi, hạn hán đã đạt đến mức nghiêm trọng, khiến chính phủ hai nước đều đã ban bố thảm họa quốc gia. Zimbabwe cũng đang cân nhắc đưa ra quyết định tương tự. Các cơ quan viện trợ cảnh báo gần 20 triệu người trên khắp miền Nam châu Phi đang phải đối mặt với nạn đói và sẽ cần hỗ trợ trong những tháng tới. Thưa quý vị, Đảng Nhân dân Cộng hòa CHP, Đảng đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã giữ vững quyền kiểm soát các thành phố chiến lược và nhiều nơi khác trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 31 tháng 3 vừa qua. Thế giới phân tích kết quả bầu cử lần này là phong vũ biểu uy tín của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cùng đảng của ông và cũng thể hiện mong muốn của cử tri về một sự đổi thay. Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 90% số thùng phiếu đã được kiểm, Thị trưởng đương nhiệm của Istanbul là Akrem Amamolu dẫn đầu với 50,6% phiếu ủng hộ. Oman Om Sujavas, thị trưởng thủ đô Ankara, cũng giữ được kế của mình với cách biệt 25% với người về thứ hai. Theo Anadolu, ngoài hai thành phố chiến lược này, đảng CHP còn giành được chiến thắng ở 36 trong số 81 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu tính theo phần trăm thì CHP đã giành được 37% số phiếu bầu trên toàn quốc, cao hơn 1% so với số phiếu của đảng, đảng công lý và phát triển AKP do ông Erdogan lãnh đạo. Ông Erdogan thừa nhận thất bại, nhận định AKP sẽ phải căng đảm tự phê bình. Trong bài phát biểu từ ban công dinh tổng thống, ông nói thêm, chúng ta sẽ sửa chữa những sai lầm và khắc phục những thiếu sót của mình. Kết quả cuộc bầu cử được coi là động lực cho phe đối lập vốn bị chia rẽ và mất tinh thần sau thất bại trước ông Erdogan và đảng AKP trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm ngoái. Tại Istanbul, thị trưởng Amamulu phấn khởi nói, Theo dữ liệu chúng tôi thu được, có vẻ như niềm tin của người dân dành cho chúng tôi đã được đền đáp. Từ góc quan sát của mình, ông John Kavulic, chuyên gia phân tích về các vấn đề chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, Phần lớn những gì xảy ra ở Istanbul gắn liền với quốc gia và do đó cuộc bầu cử địa phương tại đây thực sự là cuộc trưng cầu dân ý về uy tín của Tổng thống Erdogan. Trong khi chiến thắng của CHP tại Istanbul được đưa ra phân tích, một đám đông lớn đã tụ tập bên ngoài tòa thị chính Ankara để ăn mừng chiến thắng của thị trưởng Savas. Theo giới phân tích, mặc dù chiến thắng của CHP ở Istanbul và Ankara là rất đáng ghi nhận, nhưng điều đáng ghi nhận hơn là thay đổi theo hướng có lợi cho đảng này đã diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau của đất nước bà Valeria Zanotta, giám đốc cơ quan giám sát CSPI ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận định: Trong một nền dân chủ đang vận hành rất tốt, việc luân chuyển quyền lực là điều cần thiết và tôi nghĩ đây là thông điệp đầu tiên mà cuộc bầu cử này gửi đến công chúng cũng như dư luận quốc tế. Nếu nhận định của bà Zanotta là đúng thì có vẻ trong cuộc bầu cử vừa qua, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu cho sự đổi thay